Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 13, phẩm Quang Minh Giác thứ 9. Tại sao lại có quang minh? Vì tu bát nhã cho nên hiện ra quang minh. Giác là gì? Tức là giác ngộ. Chúng sinh thấy được quang minh bèn sinh tâm giác ngộ. Phẩm này là phẩm thứ 9 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm Quang Minh thứ 9. Bấy giờ dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn phóng ra trong ức quang minh, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Khi nói xong phẩm bốn thánh đế, thì ở dưới hai bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trong ức quang minh, chiếu soi khắp 3.000 đại thiên thế giới. Trần là nơi đề tiện nhất của thân người, nhưng vì trí huệ bình đẳng chẳng có cao thấp, cho nên từ dưới hai bàn chân phóng ra quang minh tôn quý nhất. Một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, một bốn đại châu, đó là một thế giới. Tích tụ 1.000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. Tích tụ 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Tích tụ 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì có 3.000 cho nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, trăm ước cõi Phất Bà Đề, trăm ước cõi Củ Gia Ni, trăm ước cõi Uất Đơn Việt, trăm ước biển lớn, trăm ước núi Luân Vì, trăm ước Bồ Tát Thọ Sinh, trăm ước Bồ Tát Xuất Gia, trăm ước Như Lai Thành Chánh Giác, trăm ước Như Lai Chuyển Pháp Luân, trăm ước Như Lai Vào Niết Bàn, trăm ước núi Tu Di, trăm ước Thiên Chúng Trời Tứ Thiên Vương, trăm ước Trời Tam Thập Tam, trăm ước Trời Dạ Ma, trăm ước Trời Đâu Xuất, trăm ước Trời Hóa Lạc, trăm ước Trời Tha Hóa Tự Tại, trăm ước Trời Phạm Chúng, trăm ước Trời Quang Âm, trăm ước Trời Biến Tịnh, trăm ước Trời Quảng Quả, trăm ước Trời Sắc Cứu Kính. Thế Thầy trong đó Thầy đều hiện rõ. Có trăm ước một vạn vạn là một ước cõi Diêm Phù Đề, Nam Thiệm Bộ Châu. Có trăm ước cõi Phất Bà Đề, Đồng Thắng Thần Châu. Có trăm ước cõi Củ Gia Ni, Tây Nghiêu Hóa Châu. Có trăm ước cõi Uất Đơn Việt, Bắc Câu Lư Châu. Lại có trăm ước biển lớn, trăm ước núi Tu Di, trăm ước Bồ Tát từ nội viện Trời Đâu Xuất hàng xuống nhân gian thọ sinh. Có trăm ước Bồ Tát xuất gia tu hành. Có trăm ước Như Lai ở dưới cội Bồ Đề thành Chánh Giác. Có trăm ước Như Lai đang chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Có trăm ước Như Lai ở giữa rừng song thọ vào Niết Bàn. Đây là quá trình tám tướng thành đạo của Phật. Tám tướng đó là 1. Hàng thế, 2. Trụ thai, 3. Xuất thai, 4. Xuất gia, 5. Hàng ma, 6. Thành chánh giác, 7. Chuyển pháp luân, 8. Vào niết bàn. Có trăm ước núi Tu Di, có trăm ước chúng trời tứ thiên vương. Ở giữa núi Tu Di, phía đông là Trì Quốc Thiên Vương, phía nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía tây là Quảng Mục Thiên Vương, phía bắc là Đa Văn Thiên Vương. Lại có trăm ước trời Tam Thập Tam, tức là trời đao lợi vì bốn phương, mỗi phương có tám trời, chính giữa một trời cho nên gọi là trời Tam Thập Tam, tức cũng là Chúa Trời, là Thích Đề Hoàn Nhân của Phật giáo, là Ngọc Hoàng Đại Đế của Đạo giáo, là Thượng Đế của Giao Tổ giáo ở tại cõi trời đó, tên gọi tùy khác nhau, kỳ thật là cùng một người. Lại có trăm ước trời Dạ Ma, dịch là Thiện Thời Phần, vì cõi trời đó lấy sự mở khép của hoa sen là một ngày đêm. Lại có trăm ước trời Đâu Xuất, dịch là Hỷ Túc, vì chúng sinh ở cõi trời đó hoàn hỷ đầy đủ. Bồ Tát Bổ Xứ Phật Vị đều ở nội viện cõi trời đó, đừng lại hạ sinh gì lạc Bồ Tát đang ở đó. Lại có trăm ước trời Hóa Lạc, thiên chúng cõi trời này toại tâm sở dục, hóa hiện các thứ đồ vui chơi để thọ dụng. Lại có trong mức trời Tha Hóa Tự Tại, cõi trời này khoái lạc vô cùng, có thể biến hóa âm nhạc cõi trời khác làm âm nhạc của mình, mà vương bà tuần ở cõi trời này. Lại có trong mức trời Phạm Chúng, chúng sinh cõi trời này tâm rất thanh tịnh, chẳng có dục niệm, diện mạo như đồng tử, thân như màu bạc, có người nam chẳng có người nữ, đều là biến hóa sinh ra. Lại có trong mức trời Quang Âm, chúng sinh cõi trời này chẳng những thân tâm phóng quang mà trí huệ cũng phóng quang, quang phóng ra là màu đỏ, dùng để làm Phật sự, dùng quang để giáo hóa chúng sinh. Lại có trăm ước trời Biến Tịnh, chúng sinh ở cõi trời này đắc được diệu lạc thuần chân thanh tịnh, vì quá khoái lạc nên dễ mất đi tâm đạo. Lại có trăm ước trời Quảng Quả,
Trần Ái Phân làm hai thứ công phu thiền định, người tu lập định của ngoại đạo sẽ sinh về trời vô tưởng, người tu tập định của Bồ Tát sẽ sinh về trời ngũ bất hoàn. Lại có trăm ước trời sắc cứu kính, đây là trời sắc giới cao nhất. Người thiền định lợi căn thì trực tiếp ra khỏi tam giới, người thiền định độn căn thì phải trải qua trời tứ không, vô sắc giới mới ra khỏi tam giới được. Hết thảy cảnh giới của chư thiền như thế đều hiện ra rất rõ ràng. Như nơi này, thấy Đức Phật Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng vây quanh Đức Phật, ở trong trăm ước cõi Diêm Phủ Đà cũng có trăm ước Đức Như Lai ngồi như vậy. Giống như thế giới Ta Bà, thấy được Đức Phật Thế Tôn ngồi ở trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh Đức Phật, ở trong trăm ước cõi Diêm Phủ Đà khác, cũng có trăm ước Đức Như Lai ngồi ở trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng đang truyền pháp luân giáo hóa chúng sinh. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát đều cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại đi đến chốn Phật. Tên của các ngài là Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, Bồ Tát Giác Thủ, Bồ Tát Công Đức Thủ, Bồ Tát Mục Thủ, Bồ Tát Tinh Tấn Thủ, Bồ Tát Pháp Thủ, Bồ Tát Trí Thủ, Bồ Tát Hiền Thủ. Đó đều hoàn toàn nhờ thần lực của Phật trong 10 phương thế giới. Mỗi phương đều có một vị Đại Bồ Tát, mỗi vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại với nhau, cùng đi đến đạo tràng của Phật Thích Ca Mâu Ni để nghe Phật diễn nói kinh Hoa Nghiêm. Có 10 vị Bồ Tát, tên của các ngài là: một Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi từ phương Đông thế giới Kim Sắc đến, là mẹ của chư Phật ba đời, lại vì chư Phật mà làm thầy. Trong kinh Sứ Thai có nói: xưa làm thầy Thích Ca, nay làm đệ tử Phật. Hai Bồ Tát Giác Thủ từ phương Nam thế giới Diệu Sắc đến, ngài là Bồ Tát Giác Ngộ Thượng Thủ, chứng được trí vô ngại. Ba Bồ Tát Tài Thủ từ phương Tây thế giới Liên Hoa Sắc đến, ngài dùng pháp tài giáo hóa chúng sinh làm Thượng Thủ Bồ Tát, chứng được trí diệt ám. Bốn Bồ Tát Bảo Thủ từ phương Bắc thế giới Đàng Bạc Hoa Sắc đến, ngài là chân tục không lìa, đáng chân quý làm Bồ Tát Thượng Thủ. Năm Bồ Tát Công Đức Thủ từ phương Đông Bắc thế giới Yêu Bát La Hoa Sắc đến, ngài thông đạt được công đức của Như Lai, ứng hiện thuyết pháp mà làm Bồ Tát Thượng Thủ. 6. Bồ Tát Mục Thủ từ phương Đông Nam thế giới Kim Sắc đến, ngài hay dùng phước điển chiếu đạo như mắt với thân, bình đẳng phước điển, chứng đắc được trí cứu kính. 7. Bồ Tát Tình Tấn Thủ từ phương Tây Nam thế giới Bảo Sắc đến, ngài dùng chánh giáo thâm sâu, tinh tấn tu vạn hạnh, được trí tối thắng. 8. Bồ Tát Pháp Thủ từ phương Tây Bắc thế giới Kim Cang Sắc đến, ngài dùng nhiều pháp môn, tuy nhiều đều là chánh hạnh hay thực hành mới đắc được tự tại mà làm Thượng Thủ. 9. Bồ Tát Trí Thủ từ phương dưới thế giới Phàm Lề đến, ngài dùng trợ đạo của Phật, tùy vô lượng môn trí làm Thượng Thủ hay tịnh vạn hạnh. 10. Bồ Tát Hiền Thủ từ phương trên thế giới Bình Đẳng đến, ngài dùng Phật trước Phật sau, một đạo thanh tịnh do tự tánh thiện nên gọi là Hiền. Các Bồ Tát đó đến từ các cõi nước, đó là thế giới Kim Sắc, thế giới Diệu Sắc, thế giới Liên Hoa Sắc, thế giới Đàm Bạc Hoa Sắc, thế giới Yêu Bát La Hoa Sắc, thế giới Kim Sắc, thế giới Bảo Sắc, thế giới Kim Càng Sắc, thế giới Pha Lê Sắc, thế giới Bình Đẳng Sắc. 10 vị Đại Bồ Tát đó từ cõi nước của mình đến chốn Phật để làm ảnh hưởng chúng. Những tên của các thế giới đó đã nói qua ở phẩm danh hiệu Như Lai. Phương Đông có thế giới Kim Sắc, phương Nam có thế giới Diệu Sắc, phương Tây có thế giới Liên Hoa Sắc, phương Bắc có thế giới Đàm Bạc Hoa Sắc, phương Đông Bắc có thế giới Yêu Bát La Hoa Sắc, phương Đông Nam có thế giới Kim Sắc, phương Tây Nam có thế giới Bảo Sắc, phương Tây Bắc có thế giới Kim Càng Sắc, phương dưới có thế giới Phà Đề Sắc, phương trên có thế giới Bình Đẳng Sắc. Các Bồ Tát đó đều ở chỗ các Đức Phật, Đức Phạm Hạnh Thanh Tịnh, đó là Phật Bất Động Trí, Phật Vô Ngại Trí, Phật Giải Thoát Trí, Phật Oai Nghi Trí, Phật Minh Tướng Trí, Phật Cứu Tính Trí, Phật Tối Thắng Trí,
Phật tự tại trí, Phật phạm trí, Phật quán sát trí. Mười vị Đại Bồ Tát đó trong vô lượng kiếp về trước, tu Bồ Tát đạo là ích chúng sinh, các ngài đều ở trước hết thảy các Đức Phật, lễ kính các Đức Phật, rộng tu cúng dường, tu phạm hạnh thanh tịnh. Tu phạm hạnh, tức là tu hạnh môn thanh tịnh, chuyên tâm nhất trí, khiến cho tạp niệm chẳng sinh. Thanh tịnh là khiến cho tất cả niệm ô nhiễm đều trừ diệt sạch. Thanh tịnh còn có ý nghĩa là quét trừ, giống như nhà cửa có bụi thì phải quét dọn cho sạch sẽ. Tu phạm hạnh thanh tịnh cũng như thế, quét sạch hết bụi bặm ở trong tâm. Bụi bặm là gì? Tức là tà tri, tà kiến, cuồng tâm dã tánh, tư tưởng chẳng giữ quy củ, vân vân. Người chỉ biết quét bụi bặm trong nhà mà chẳng biết quét bụi bặm trong tâm. Trong tâm có rất nhiều vọng tưởng và tạp niệm dơ dáy, bẩn thỉu. Nếu không quét cho sạch sẽ, thì Bồ Tát đạo vĩnh viễn không có ngày thành tựu. Do đó phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, quay lại trong tâm mình, khiến cho tâm đừng phóng dật, đừng tùy tiện, sinh niệm đầu giác ngộ. Đó tức là tu phạm hạnh thanh tịnh. Trong phẩm danh hiệu Như Lai có nói về 10 vị Phật ở trong 10 phương thế giới. 1. Phương Đông thế giới kiềm sắc có vị Phật hiệu là Phật bất động trí. Vị Phật này ở cõi thường tịch quang, tịch nhiên bất động. Tuy nhiên bất động nhưng biết khắp hết thảy. Ngài có chánh tri và có biến tri, cho nên trí huệ của Ngài rất rộng lớn. Chúng ta ai ai cũng đều đầy đủ trí huệ bất động này, song ai ai cũng quên nó. Giống như khi nằm mộng thì tất cả học vấn cũng chẳng vận dụng, cho nên vị Phật bất động trí khiến cho chúng sinh nghĩ tưởng lại trí huệ bất động vốn có của chính mình, khiến cho chúng ta trở về nguồn cội, bỏ mê về với giác ngộ. 2. Phương Nam thế giới diệu sắc có vị Phật hiệu là vô ngại trí. Trí huệ của vị Phật đó chẳng có chướng ngại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Trí huệ này chẳng những chư Phật có, mà chúng ta chúng sinh cũng đều có. Đáng tiếc chúng ta chẳng biết dùng, cho nên điên điên đảo đảo. 3. Phương Tây thế giới liền hòa sắc có vị Phật hiệu là Phật giải thoát trí. Vị Phật đó có trí huệ giải thoát. Giải thoát là lìa khỏi tất cả chướng ngại, đắc được tự tại chân chánh. Trí huệ này ai ai cũng đều có, nhưng vì chấp trước vọng tưởng cho nên không được giải thoát. Đắc được trí huệ giải thoát thì chứng được ngũ nhãn lục thông. 4. Phương Bắc thế giới đàm bạc hoa sắc có vị Phật hiệu là Phật Oai Nghi trí. Vị Phật đó có trí huệ oai nghi. Oai là có oai đáng sợ, nghi là có nghi đáng kính. Do đó có câu đi đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi. Cổ đức có nói đi như gió, đứng như tùng, ngồi như trung, nằm như cung. Khi đi như gió nhẹ thoảng qua, nước sóng chẳng động, không phải là gió bão thổi trời đất u ám. Khi đứng thì thân thẳng như cây tùng, đứng thẳng một mình, chẳng nghiêng đông ngả tây, ngưỡng trước đổ sau. Khi ngồi thì phải ngồi ngay thẳng như là đại hộp chung, chẳng dao động, tâm chẳng có vọng tưởng, tự nhiên bất động. Khi nằm thì nằm theo tư thế cát tường, tay phải để trên đùi, tay trái gối dưới đầu, hình giống như cây cùng. Đây là nói sơ lược, nếu nói rộng ra thì có 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Nói tóm lại, nơi nơi đều phải cẩn thận mà hành sự, luôn luôn phải chú ý hoàn cảnh. Ví như có người đang ngồi thiền, thì bạn đóng cửa đừng có gây tiếng động, tức là đi cũng đừng có tiếng động, bằng không thì làm ảnh hưởng đến người ngồi thiền động tâm. Do đó có câu, thả động ngàn sông nước, đừng động tâm đạo nhân. Chúng ta người tu đạo, mỗi cử chỉ hành động, lời nói, việc làm đều phải hợp với tiêu chuẩn 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, không thể chướng ngại người khác tu đạo. Điểm này hy vọng mọi người phải vâng giữ, không được phóng dật. 5. Phương Đông Bắc thế giới Yêu Bát La Hoa Sắc có vị Phật hiệu là Phật Minh Tướng Trí. Vị Phật đó có trí huệ minh tướng, thấu rõ thật tướng của các pháp. Thật tướng là vô tướng, chẳng chấp tướng, do đó có câu, quét tất cả pháp, lìa hết thảy tướng. Vì tướng từ tâm vọng sinh ra, chẳng chấp liền không, cho nên là thật tướng, tức là tướng chân thật. 6. Phương Đông Nam thế giới kiềm sắc, có vị Phật hiệu là Phật Cứu Kính Trí. Vị Phật đó có trí huệ cứu kính, tức cũng là trí huệ căn bản, chứ không phải là trí huệ được sau. Mục đích của chúng ta tu đạo là cầu trí huệ cứu kính.
trí này hiện tiền tức là khai ngộ. 7. Phương Tây Nam thế giới bảo sắc có vị Phật hiệu là Phật Tối Thắng Trí, vị đó có trí huệ tối thủ thắng, trí huệ này trên hết không gì bằng, hay chuyển tám thức thành bốn trí. 8. Phương Tây Bắc thế giới kim cang sắc có vị Phật hiệu là Phật Tự Tại Trí, vị Phật đó có trí huệ tự tại tức là tâm địa phiền não, được cảnh giới vô ngại. 9. Phương dưới thế giới pha lê sắc có vị Phật hiệu là Phật Phạm Trí, vị Phật đó có trí huệ thanh tịnh tức là lìa khỏi các lỗi lầm ác hạnh, lìa khỏi các phiền não nhiễm ô. 10. Phương trên thế giới bình đẳng sắc có vị Phật hiệu là Phật Quán Sát Trí, vị đó có trí huệ quán sát thể tánh của các pháp là không sinh không diệt. Bây giờ tất cả mọi nơi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi đều ở chỗ Đức Phật đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó tất cả mọi nơi hết thảy Bồ Tát Văn Thủ, hóa thân của Ngài khắp trong hết thảy tất cả đạo tràng của chư Phật, phạm là có Phật nói pháp, Ngài đều đến tham gia làm ảnh hưởng chúng. Ngài ở tại mỗi đạo tràng của Phật đồng thời phát ra tiếng để diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Có người hỏi: vậy cứu kính có bao nhiêu Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi? Bồ Tát Văn Thù chỉ có một thân, song hay biến hóa ra trăm ngàn ước thân. Tuy nhiên Bồ Tát Văn Thù ở tại bổn xứ chẳng động mà hóa thân đến khắp mười phương cõi nước của chư Phật. Đây là đạo lý một tức tất cả tức một. Ví như nơi nào có nước thì có mặt trăng hiện ra, do đó có câu: ngàn đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng. Lại nữa, ví như ở trong phòng bốn vách tường và trên dưới đều gắn kính đầy phòng. Nếu người đứng ở giữa phòng, thì trong tất cả kính đều hiện ra hình người, có rất nhiều hình người. Do đó, có thể chứng minh có bao nhiêu kính, thì hiện ra bấy nhiêu thân. Nếu thấy được chánh giác, giải thoát lìa các lậu, không chấp tất cả đời, đó chẳng chứng đạo nhãn. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, ở trong hết thảy đạo tràng của chư Phật, đồng thời nói ra vấn đề Bồ Đề và phiền não. Bồ Đề tức là giác đạo, phiền não tức là nghiệp chướng. Vì phiền não là từ tình cảm sinh ra, có phiền não thì có nghiệp chướng. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi vì thương xót chúng sinh mà nói ra phương pháp làm thế nào tu Bồ Đề giác đạo, làm thế nào đoạn phiền não nghiệp chướng, cho nên mới nói: nếu như có người thấy được chánh giác Phật thì đã chứng được giải thoát, lìa khỏi các bệnh, tức cũng là trong lìa tất cả các lậu. Ngoài chẳng chấp trước pháp hữu vi thế gian, nhưng hai cảnh giới này vẫn chẳng phải là cứu kính, vì còn có cái lìa không lìa chấp trước chẳng chấp trước pháp đối đãi. Nếu không có lìa cũng chẳng có không lìa, chẳng có trước cũng chẳng có chẳng chấp trước, đó mới là tuyệt đối đãi. Được như thế thì chân chánh minh bạch pháp thế gian, chẳng có cái lìa cũng chẳng có cái không lìa, đây là quét tất cả pháp. Chẳng có cái chấp trước, cũng chẳng có cái không chấp trước, đây là lìa tất cả tướng. Cảnh giới của Phật thì chẳng có cái lìa, cũng chẳng có cái không lìa, mà là siêu tình lìa kiến. Vượt khỏi phàm tình, lìa khỏi tri kiến của phàm phu, cho nên nói cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn. Đến được cảnh giới này mới là bổn thể của chư Phật. Nếu nói chư Phật đã lìa khỏi các lậu thì vẫn chưa thâm nhập minh bạch Phật Pháp. Nếu nói Phật đã hết chấp trước Pháp thế gian thì cũng chẳng minh bạch Phật Pháp, vì chư Phật vẫn ở tại thế gian giáo hóa chúng sinh. Tuy ở tại thế gian nhưng chẳng có điên đảo của phàm phu. Phật thì quét tất cả Pháp, lìa tất cả tướng, chẳng có cái chấp trước, cũng chẳng có cái không chấp trước, chẳng có cái lìa, cũng chẳng có cái không lìa. Đây là cứu kính, cho nên mới nói không chấp tất cả đời. Nếu nói Phật còn có cái lìa, còn có cái không lìa, còn có cái chấp trước, còn có cái không chấp, đó là pháp đối đãi chẳng cứu kính, cho nên nói đó chẳng chứng đạo nhãn. Đạo nhãn tức là trí huệ chân chánh. Giải thoát là gì? Tức là đắc được tự do thật sự, vô cầu vô thúc, đến đi tự tại. Chúng ta tại sao chẳng tự do? Vì bị dây thừng vọng tưởng, chấp trước, trói chặt, cho nên hành động chẳng tự tại, chẳng được giải thoát. Các lậu là gì?
tức là tập khí mau bệnh từ vô thỉ đến nay. Ví như tham tiền tài, tức là lậu tiền tài, tham sắc thì có lậu về sắc, tham danh thì có lậu về danh, tham lợi thì có lậu về lợi. Lậu tức là chẳng viên mãn, phàm là không hợp với quy củ, tức là các lậu. Có người trong tâm khởi vọng tưởng, ăn cơm cũng là lậu, mặc áo cũng là lậu, ngủ cũng là lậu. Vậy là gì không lậu? Ăn cơm là lậu, xong ai ai cũng phải ăn cơm, chẳng có người nào không ăn cơm, ai ai cũng phải mặc quần áo, chẳng có người nào không mặc quần áo, ai ai cũng phải ngủ, chẳng có người nào mà không ngủ. Những sự cơm quần áo ngủ đều có lậu, chúng ta phải nên vô lậu. Xong không ăn cơm thì sẽ chết đói, không mặc quần áo thì sẽ chết lạnh, không ngủ thì sẽ chết vì mất ngủ. Nếu nói ba thứ đó là lậu thì tôi kiên quyết phản đối, không tán thành lời nói pháp này. Ai có thể không ăn cơm, ai có thể không mặc quần áo, ai có thể không ngủ? Xong đừng quá nhiều cũng đừng quá ít, phải giữ trung đạo. Ví như ăn cơm, ăn no thì được, đừng khởi vọng tưởng, xem thử đồ ăn đó đáo để có dinh dưỡng hay chẳng có dinh dưỡng. Mặc áo quần là để che lạnh đủ ấm thì được, đừng có ngày nào cũng mặc quần áo mới để cho người chú ý, làm cho người hâm mộ bạn, có hơi tư tưởng như thế thì là lậu. Ngủ là để tiêu trừ bệnh mệt nhọc, ngủ nhiều cũng là lậu, ngủ ít cũng là lậu, vừa đủ không nhiều không ít thì chẳng có lậu. Tóm lại, vui mừng cũng là lậu, nổi giận cũng là lậu, thương cũng là lậu, ghét cũng là lậu, thất tình cũng là lậu, đục dục cũng là lậu. Lậu mà không lậu tức là vô lậu, song vô lậu vẫn chưa đến nhà, vì còn có cái vô lậu. Nếu chẳng có cái vô lậu, cũng chẳng có cái không lậu, thì đó mới là cứu kính. Bây giờ giải thích sơ lược về thất tình. Hỉ, vốn không nên hoan hỉ mà bạn hoan hỉ, tức là lậu. Giống như người ta chết mà bạn cứ cười, đây là không đúng. Nộ, thấy người ta giữ quy củ mà bạn nổi giận mắng người ta chứng thối, chẳng biết tự do, tự tìm cái khổ, như thế thì khiến cho mọi người nhàm chán bạn. Ai, khi người ta đang cử hành hôn lễ thì bạn đến khóc la om sòm, nói các vị không nên kết hôn, phàm là dùng không thích đáng, đều là lậu. Cụ, người ta phát sinh việc bất hạnh, có cảm giác sợ hãi, bạn chẳng những chẳng an ủi họ mà còn nói những lời không tốt, như thế thì không đúng. Ái, thấy người ta thì nói, tôi thương bạn, khiến cho người nghe chẳng thoải mái, sinh ra mặc cảm, chẳng lý tới bạn nữa. Ác, thấy người thì nói, tôi ghét bạn, khiến cho người nghe chẳng vui, thậm chí nổi giận, biện luận với bạn hoặc là chửi mắng với nhau. Dục, dục vọng chẳng bao giờ ngừng, nhưng phải ham muốn có hạn, đừng có tham không biết chán, không nên có tham dục. Nếu bạn có tham dục, tức là lậu. Trước khi thất tình này phát sinh là trung đạo, nên hoan hỉ thì hoan hỉ, đáng lẽ nổi giận mà không nổi giận, ai được như thế thì người đó có cơ hội khai ngộ. Chúng ta tu đạo thì có tâm nhẫn nhục, không nóng giận, hãy học theo hạnh của Bồ Tát Di Lặc, nhẫn những việc mà thiên hạ nhẫn không được. Pháp thế gian là gì? Là pháp có hình có tướng. Trong kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, như sương cũng như điện, hãy quan sát như thế. Pháp hữu vi tức là pháp thế gian, cũng giống như sương buổi sáng, mặt trời mọc lên thì tan mất. Nếu biết được Như Lai, thể tướng chẳng chỗ có, tu tập thấu rõ được, người đó sớm thành Phật. Nếu như có người biết tám tướng thành đạo của Phật, biết Phật trong quá khứ ở tại nhân địa tu hành như thế nào, tu phước huệ như thế nào, Phật vốn là vô tướng, song vô tướng mà vô sở bất tướng, thể tướng không chỗ có. Nếu muốn biết thế nào là chẳng chỗ có thì phải tu tập tất cả pháp môn, như thế mới thấu rõ cảnh giới của Phật là tận hư không biến pháp giới, vô tại, vô bất tại. Song thể tướng thì vắng lặng, không hình không tướng, không chỗ có. Nếu người đó minh bạch được Phật tu hành như thế nào, thành Phật như thế nào, nếu ý pháp tu hành thì người đó nhất định sẽ sớm thành Phật đạo. Hãy thấy thế giới này mà tâm chẳng dao động, nơi thân Phật cũng thế, sẽ thành bậc thắng trí.
hay thấy được pháp thế gian mà ngộ được pháp xuất thế gian, chứ chẳng phải lìa khỏi thế gian, riêng ngoài có xuất thế gian. Nếu lìa khỏi pháp thế gian, riêng ngoài có pháp xuất thế gian, như thế thì phải có hai người, một là phàm phu, một là đi thành Phật. Tất nhiên là một người hoặc là phàm phu hoặc là thành Phật, làm phàm phu hoặc thành Phật đều là chúng sinh, chứ chẳng có hai dạng. Cho nên trong kinh có nói, tâm chẳng dao động, tức là chẳng bị sự phân biệt làm mê hoặc, chẳng bị vọng tưởng chấp trước. Mười phương chư Phật và chúng sinh nguồn gốc là một thể, chẳng qua là giác và mê mà thôi. Tu hành đầy đủ đại trí huệ sẽ thành Phật, chẳng tu hành đầy rẫy phiền não là phàm phu. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều là một dạng. Nếu minh bạch thì pháp thế gian tức là pháp xuất thế gian, nếu chẳng minh bạch thì pháp xuất thế tức là pháp thế gian. Ở tại sự chuyển niệm hồi đầu chuyển thân thì thấy bổn niệm phong quang, người đó đương nhiên sẽ thành bậc đại trí thủ thắng nhất, tức cũng là Phật. Nếu nơi Phật và pháp mà tâm hiểu bình đẳng, hai niệm không hiện tiền, sẽ đạt được Phật vị. Nếu như có người đối với Phật và pháp minh bạch bình đẳng, chẳng có sự khác biệt, Phật và pháp là một thể, thì người đó sẽ đạt được cảnh giới của Phật. Phật mà vô Phật, bổn lai tức là Phật, đã thành Phật thì không cần nương tựa pháp, lúc đó đến được trình độ tu vô khả tu, chứng vô khả chứng. Nghĩa là tu mà không tu, chứng mà không chứng. Trên quả vị vô tu vô chứng có thể nói tức là chẳng có Phật, cũng chẳng có pháp. Nhưng khi phàm phu đang tu hành thì tuyệt đối không thể nói chẳng có Phật, chẳng có pháp. Cho nên chưa đạt được trình độ tương đương thì tuyệt đối không được nói chẳng có Phật, chẳng có pháp. Vì đã minh bạch Phật và pháp là bình đẳng, là một, đến được trình độ đó thì mới có thể nói chẳng cần gì hết. Nếu như Phật và pháp đều chẳng có thì biến thành kẻ ngoại đạo không biết gì. Ngoại đạo là chủ trương chẳng có gì hết. Hai niệm Phật và pháp không hiện tiền, chẳng có tâm phân biệt Phật và pháp, đạt được cảnh giới đó thì sẽ bước lên quả vị không thể nghĩ bàn, tức cũng là Phật vị. Nếu thấy Phật và thân bình đẳng mà an trụ, không chỗ vào, sẽ thành bậc khó gặp. Nếu như có người thấy được Phật và chúng sinh, do đó tầm Phật và chúng sinh, cả ba không khác nhau, đều là bình đẳng. Tuy nhiên an trụ cũng không chỗ vào. Có được lối nhìn như thế thì người đó sẽ thành tựu bậc khó gặp khó thấy, tức cũng là Phật. Sắc thọ chẳng có số, tưởng hành thức cũng thế, nếu biết được như vậy sẽ làm đại mâu ni. Bài kệ này nói về lý năm uẩn. Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, sắc tức là tất cả nhan sắc, thọ tức là sự cảm thọ, tưởng tức là vọng tưởng, hành tức là hành động, thức tức là tất cả sự phân biệt thiện ác, thị phi, trắng đen. Nếu chuyển được thức thành trí thì sẽ thành tựu, nếu không chuyển thức được, dùng tâm phân biệt để phân biệt tất cả pháp, đó vẫn là thức đang tác quái. Sắc uẩn và thọ uẩn chẳng có số, có tướng sai biệt là số. Tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng giống nhau, chẳng có số. Nếu biết năm uẩn không lạc vào tất cả số, thì tương lai sẽ làm bậc đại tịch diệt, tức cũng là Phật quả. Nếu có người tránh trì, tránh kiến, thì họ chẳng bị năm uẩn trói buộc. Ngược lại, chiếu soi năm uẩn đều không, sớm sẽ thành Phật. Nguyên nhân chúng ta không thành Phật, tức là không chiếu soi được năm uẩn đều không, ngày ngày chuyển ở trong năm uẩn. Hiện tại biết năm uẩn chẳng có số, đó tức là không, nhìn thành không thì sẽ thành Phật quả. Thấy thế và xuất thế, tất cả đều siêu việt, khéo biết tất cả pháp sẽ thành đại quang diệu. Thấy thế gian và thấy xuất thế gian, tất cả đều siêu việt nhập xuất, nếu khéo biết tất cả pháp, hành trì tất cả pháp thì sẽ thành bậc đại quang diệu, tức cũng là Phật. Lục Tổ Huệ Năng nói, Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Phật pháp bao quát pháp thế gian, chẳng lìa khỏi thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa khỏi pháp thế gian, riêng ngoài đi tìm pháp giác ngộ thì là sai lầm, giống như tìm sừng trên đầu con thỏ, chẳng bao giờ có.
Nếu nơi nhất thiết trí phát sinh tâm hồi hướng, thấy tâm không chỗ sinh, sẽ được đại danh xưng. Nếu ở nơi tất cả trí huệ mà phát sinh tâm hồi hướng Bồ Đề, tức là đem công đức và trí huệ hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, mà còn cảm thấy chẳng có việc gì, chẳng chấp trước, chẳng có tâm xí đồ, thấy tâm của mình chứ chẳng sinh ra tâm hồi hướng. Nếu phát được tâm chấp trước công đức, thì người đó sẽ đắc được danh xưng lớn nhất, tức cũng là Phật. Hồi hướng có bốn thứ: một, hồi tự hướng tha; hai, hồi nhân hướng quả; ba, hồi sự hướng lý; bốn, hồi tiểu hướng đại. Giải thích sơ lược như sau. Một, hồi tự hướng tha. Hồi công đức của mình bố thí cho pháp giới chúng sinh, vì chúng sinh mà hồi hướng. Như có trí huệ thì phát nguyện đem trí huệ của mình bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh, tất cả chúng sinh đắc được tất cả trí huệ. Hai, hồi nhân hướng quả. Chúng ta tu hành tại nhân địa thì tương lai mọi người đều đắc được quả vị Phật, hy vọng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Ba, hồi sự hướng lý. Hiện tại chúng ta tu hành tất cả các hạnh, nguyện ý hồi hướng lý thể của chư Phật, vô thượng tịch tĩnh. 4. Hồi tiểu hướng đại. Hiện tại tâm lượng của chúng ta rất nhỏ, tư tưởng nông cạn, phải phát nguyện phóng tâm lượng rộng lớn như pháp giới. Chú khắp như hư không, bao la vạn tượng, chẳng có gì mà chẳng dung chứa được. Nếu như từ trước tu tiểu thừa, thì nay hướng về tu pháp đại thừa. Chúng sinh chẳng có sinh, cũng lại không có hoại. Nếu được trí như vậy, sẽ thành vô thượng đạo. Nếu mình bạch lý các pháp thật tướng, thấy Phật không sinh không diệt, thấy chúng sinh cũng không sinh không diệt, vì tâm Phật chúng sinh cả ba đều không khác nhau, cũng chẳng có sinh cũng chẳng có hoại. Nếu có trí huệ như thế, thì chẳng chấp trước, chẳng có cái ta, cũng chẳng có sở hữu của ta, chẳng có cái tu, cũng chẳng có sở tu, tương lai sẽ thành tựu Phật quả vô thượng đạo. Trong một hiểu vô lượng, trong vô lượng hiểu một, biết rõ cùng sinh khởi sẽ thành vô sở úy. Một là ít, vô lượng là nhiều, một tán làm nhiều, nhiều lại làm một, cho nên một sinh vô lượng, một chẳng tự một, vô lượng quy về một, nhiều chẳng tự nhiều. Cùng nhau sinh khởi, cùng nhau vô ngại, cho nên nói trong một hiểu vô lượng là từ một mà ra. Nếu chẳng có một thì cũng chẳng có vô lượng, chẳng có vô lượng thì cũng chẳng có một. Chẳng có một tức là số không. Chúng ta học Phật Pháp tức là học số không này. Đến được số không thì sẽ trở về cội nguồn, bỏ mê về với giác ngộ. Trong vô lượng lại thấu rõ một, một sinh vô lượng trở về một, thấu rõ được lý luận, cùng nhau sinh khởi, thì sớm sẽ thành tựu vô sở úy, ít nhất cũng là Đại Bồ Tát. Nếu nói trên nữa thì cứu kính thành Phật.